quyền Tổng thống Mỹ 2024 nói gì về cuộc tấn công của Hamas vào Israel? Hamas bất ngờ tấn công Israel từ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 10. Cuộc chiến tranh Hamas-Israel đã bước sang ngày thứ ba, khiến ít nhất 900 người chết tại Israel và khoảng 700 người chết tại Gaza sau các đợt không kích trả đũa của Israel. Hàng trăm con tin Israel đang bị Hamas bắt giữ đưa về Gaza. Nhóm chiến binh Hồi giáo đe dọa sẽ giết tù binh Israel nếu quân đội Do Thái tấn công vào Gaza mà không cảnh báo trước cho dân thường. Trước diễn biến này, các ứng viên Tổng thống Mỹ 2024 đều đã lên tiếng ủng hộ Israel. Dưới đây là những phát biểu đáng chú ý của họ. Tổng thống Joe Biden nói rằng sự ủng hộ của chính quyền của ông cho Israel vẫn cực kỳ vững chắc. Ông cho biết nhà nước Do Thái có quyền được tự vệ. Tổng thống Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc điện đàm hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 10 rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel đang trên đường tới đích và sẽ có hỗ trợ thêm trong những ngày tới. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hỗ trợ quân sự này bao gồm cả đạn dược. Cựu Tổng thống Donald Trump và cũng đang là ứng viên Tổng thống năm 2024 hàng đầu của Đảng Cộng Hòa đã nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Mỹ dưới thời ông dành cho Israel và đổ lỗi cho ông Biden về vụ Hamas tấn công Israel. Joe Biden đã phản bội Israel. Tôi đã dự đoán chiến tranh ở Israel ngay sau khi có thông báo rằng ông Joe Biden đã trao 6 tỷ đô la Mỹ cho Iran. Ông Trump nói trong một sự kiện chiến dịch tại tiểu bang New Hampshire hôm thứ Hai ngày 9 tháng 10. Trước đó, hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 10, ông Trump đã tuyên bố Israel có toàn quyền tự vệ trước các cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Ông gọi cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas của người Palestine vào Israel là nỗi ô nhục. Ông cũng chỉ trích sự yếu kém về chính sách ngoại giao của chính quyền Joe Biden. Những cuộc tấn công của Hamas là nỗi ô nhục và Israel có toàn quyền tự vệ bằng lực lượng vượt trội, ông Trump nói. Đáng buồn, những đồng tiền của người nộp thuế Mỹ đã giúp tài trợ cho những cuộc tấn công này. Cuộc tấn công mà nhiều báo cáo đang nói đã đến từ chính quyền Biden, ông Trump nói tiếp. Chúng tôi đã mang bao nhiêu hòa bình đến Trung Đông thông qua các hiệp định Abraham, chỉ để nhìn thấy Biden ném bỏ nó đi với tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những sự kiện không mong muốn lại tiếp diễn ở đây rồi, ông Trump khẳng định. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết trong một bài đăng trên X ngày 7 tháng 10, Israel hiện đang bị tấn công bởi những kẻ khủng bố Hamas do Iran hậu thuẫn. Iran đã giúp tài trợ cho cuộc chiến chống lại Israel và các chính sách dễ dãi với Iran của ông Joe Biden đã giúp lấp đầy kho bạc của họ. Ông DeSantis nói, Israel với sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ nên tiêu diệt các thành viên Hamas và phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của nhóm này. Ông cũng kêu gọi đóng băng khoảng 6 tỷ đô la Mỹ mà ông Biden đã gỡ phong tỏa cho Iran. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hãy tận diệt Hamas. Bà đề nghị kết thúc bọn chúng nên bị đày xuống địa ngục vì những gì chúng đã làm. Phát biểu trên chương trình gặp gỡ báo chí của đài NBC hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 10, bà Haley đã nói rằng cuộc tấn công khủng bố của Hamas và Israel nên được xem là một dấu hiệu cảnh báo cho nước Mỹ. Bà Haley nói, Hamas và những kẻ ủng hộ họ, chế độ Iran đang nguyền rủa Israel chết đi, Mỹ chết đi. Đó là những gì chúng ta phải nhớ. Chúng ta đoàn kết với Israel bởi vì Hamas, Hezbollah, Houthis và những kẻ Iran đứng sau hậu thuẫn đều ghét chúng ta. Chúng ta phải nhớ những gì đã xảy ra tại Israel có thể xảy ra ở nước Mỹ đây. Tôi hy vọng tất cả chúng ta hãy đoàn kết và sát cánh với Israel bởi vì ngay bây giờ họ thực sự cần chúng ta. Doanh nhân V.S. Ramaswamy. Doanh nhân công nghệ sinh học, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Ramaswamy đã chỉ trích những gì mà ông gọi là các cuộc tấn công man rợ và cổ xưa của Hamas. Ông Ramaswamy đang bị chỉ trích khi nói chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ rút dần viện trợ của Mỹ cho Israel sau năm 2028. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 10. Mọi người Mỹ lên án cuộc tấn công vô cớ quy mô lớn của những kẻ khủng bố Hamas và Israel. Chúng tôi cầu nguyện cho những gia đình và những binh lính của đồng minh đáng quý nhất của chúng tôi. Netanyahu nói Israel đang trong chiến tranh, nước Mỹ sát cánh cùng Israel. Sau đó, cựu tổng thống lên tiếng đổ lỗi cho cả chính quyền Biden và các đối thủ của ông trong cuộc đua giành đề cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng Hòa. Ông Pence viết trên X, đây là những gì xảy ra khi tổng thống Mỹ thể hiện sự yếu kém trên trường quốc tế, quỳ gối trước những giáo sĩ Iran sau khi trao 6 tỷ đô la Mỹ tiền chuộc và các lãnh đạo trong Đảng Cộng Hòa bắn tín hiệu về sự rút lui của Mỹ khỏi vai trò lãnh đạo của thế giới tự do. Đây là những gì xảy ra khi chúng ta có những tiếng nói hàng đầu như Donald Trump, V.S. Ramaswamy và Ron DeSantis bắn tín hiệu rút nước Mỹ khỏi vai trò lãnh đạo của thế giới tự do. Khi tôi là Tổng thống Mỹ, chúng tôi sẽ lãnh đạo bằng sức mạnh Mỹ, ông Pence viết trên X và cũng lặp lại tuyên bố này khi xuất hiện trên đài CNN hôm ngày 8 tháng 10. Thượng nghị sĩ Tim Scott. Thượng nghị sĩ Nam California Tim Scott cũng đang tích cực chạy đua giành đề cử Tổng thống 2024 của đảng Cộng Hòa. Ông đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Israel, đồng thời chỉ trích sự yếu kém của nước Mỹ dưới thời Biden. Ông Tim Scott viết trên X hôm ngày 7 tháng 10. Cuộc tấn công khủng bố của Hamas và Israel hôm nay là một cuộc tấn công vào văn minh phương Tây. Dù vậy, sự thật là Joe Biden đã tài trợ cho cuộc tấn công vào Israel này. Sự yếu kém của Mỹ là mùi tanh chiêu mời những nhân tố xấu, nhưng sự vụ này đã tồi tệ hơn thế. Chúng ta đã không chỉ chiêu mời sự gây hấn này, chúng ta đã trả tiền cho nó. Iran là nhà tài trợ lớn nhất của Hamas. Đây là khoảng 6 tỷ đô la Mỹ tiền chuộc của Biden đã khởi tác dụng. Israel phải bảo vệ người dân và đất nước mình, và Mỹ phải làm mọi thứ mà chúng ta có thể để trợ giúp đồng minh Israel của chúng ta. Những cuộc tấn công khủng bố vào Israel là hành động của ma quỷ. Hamas cần phải bị quét sạch khỏi trái đất này, ông Tim Scott viết trên X hôm ngày 9 tháng 10. Ứng viên Tổng thống 2024 Robert F Kennedy Jr. Ông Robert F Kennedy Jr. là luật sư môi trường và là tiếng nói phản đối vaccine COVID-19 mạnh mẽ. Ông hiện đã tuyên bố trở thành ứng viên độc lập trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Robert F. Kennedy Jr. đã lên án các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm ngày 7 tháng 10 là các cuộc tấn công man rợ. Chúng ta ngay bây giờ phải cung cấp cho Israel tất cả những gì họ cần để tự vệ, ông viết trên X hôm ngày 7 tháng 10.